Thưa quý vị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm vào lúc 22 giờ ngày 6 tháng 12 tại địa phận thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh, Đoàn đặc nhiệm số 2, cảnh sát biển, công an huyện Hương Sơn phối hợp bắt quả tang hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1987 ở xã Thạch Sơn, huyện Thành Hà và Trần Văn Hải, sinh năm 1993 ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang vận chuyển 10 bánh heroin. Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Thị Vân khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người quen biết trước đây hiện đang ở Lào, từ xã Sơn Kim 1 về thị trấn Tây Sơn với tiền công 50 triệu đồng riêng trần văn hải các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò hành vi vi phạm